xin tiếp thu tất cả ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các sở nông nghiệp của 19 tỉnh. Các đồng chí những ý kiến rất là xác đáng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để có cái chỉ đạo. Trước tiên thì cũng muốn là thay mặt cho tổ, là anh Tùng nói rồi nhưng mà tôi cũng thay mặt tổ là cảm ơn các đồng chí sở nông nghiệp. Ngoài cái chức năng chính mà tổ thành lập mà được thủ tướng giao thì chúng ta vừa qua đã làm cái chuyện là rất là có ý nghĩa, đó là mình vận động về, đến giờ thì tôi biết là khoảng 12.000 xuất quà để tặng cho những công nhân lao động đang gặp khó khăn ở trụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thì các đồng chí biết là trên 1 triệu công nhân không về được địa phương. Và đây là những cái con em của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, của miền Trung, của Tây Nguyên để xuống thành phố Hồ Chí Minh làm. Và chính ngày hôm qua kia chúng tôi đi trao, chúng tôi mới thấy là rất là cảm động đối với cái khó khăn này. Thì chúng ta đã có một cái chương trình là ngành nông nghiệp để hỗ trợ, đặc biệt là 19 tỉnh, 18 tỉnh, sở nông nghiệp chủ động để mà vận động các cái mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ chương trình. Ngoài ra thì cũng được nhiều doanh nghiệp cũng hưởng ứng và nhiều bộ phận ngoài bộ cũng tham gia vào chương trình, dù là không trở thành một cái chủ trương của Bộ Nông nghiệp nhưng mà nhiều đơn vị cũng đã sẵn sàng hỗ trợ để cùng với 18 sở nông nghiệp chúng ta đã triển khai một chương trình rất là có ý nghĩa. Tôi biết rằng có những đồng chí giám đốc sở, phó giám đốc sở cũng là tự nhảy lên gói phân chia hàng quá để bốc vác lên xe đó, rồi là chở đến thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thể hiện cái sự nhiệt tình của tất cả các đồng chí. Và chúng tôi cũng đã phối hợp được với tổ công tác của Bộ Phòng đồng ý là sẽ hỗ trợ cái xe của quân đội ở các địa phương để vận chuyển lên. Như vậy là chúng ta đã có sự phối hợp rất chặt chẽ từ cái ngành nông nghiệp, từ các tỉnh đội và các doanh nghiệp để chúng ta phối hợp cùng tiếp sức với thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì có vai trò của sở nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với liên đoàn lao động của thành phố là hỗ trợ chúng ta để triển khai đến cái tay người lao động, công nhân lao động. Thì đây là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc mà rút ra được nhiều bài học để ngành nông nghiệp chúng ta nghiên cứu trong thời gian tới để có những cái chính sách cụ thể hơn. Thì tôi rất là cảm động và cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo các sở đã có quan tâm chỉ đạo vấn đề này. Còn qua cuộc họp nay thì chắc là tôi cũng chỉ nêu thêm một số vấn đề và đi sâu vô vấn đề chúng ta phải làm gì trước, qua cái rút nhiều cái kinh nghiệm của cái đợt này. Tôi qua đợt này tôi nói thật với các đồng chí là tôi rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Thì tôi muốn chia sẻ với các đồng chí để chúng ta sẽ có cái tiếp tục trong cái thời gian tới. Trước hết thì các cái công việc cụ thể thì như tôi nói hồi nãy rồi, thì vấn đề chỉ đạo phân bón thuốc trừ sâu thì nay đang lên giá, thì các đồng chí nên quan tâm để trao đổi với chi cục quản lý thị trường của địa phương, chúng ta nên có một cái gì động thái gì đó để đảm bảo vừa nguồn cung cho cái sản xuất nhưng mà cũng không tăng giá quá. Recording stopped. Nó là tăng quá như là quả tiễn mà bay thì không đúng. Cái gì nó cũng phải ở mức độ nào đó, thì cái này các chị nó sẽ đổi cái giá sản xuất cho cái vụ sau rất là lớn. Thì đề nghị các đồng chí sau cái cuộc họp này thì nên bàn vô cái cụ thể. Đối với Trung ương là chúng tôi đã nói chỉ có văn bản gửi đến Ủy ban tỉnh rồi là Bộ Công Thương, thì bây giờ cái phối hợp cụ thể là từ các đồng chí để chúng ta thực sự để kéo cái giá và phần nó đúng với cái giá thành, chứ không nên để cao. Vấn đề thứ hai là vấn đề tiêm vaccine, thì tôi cũng đã nói rồi, ở góc độ Bộ Nông nghiệp thì cũng đã làm hết mình và hàng ngày chúng tôi cũng có thể là liên hệ với cái tổ cái ban chỉ đạo COVID-19 của Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Sơn thứ trưởng với tôi cũng rất là thân, có thể trao đổi được. Nhưng mà tôi nghĩ không phải là các đồng chí là đề nghị đâu,
bị xong hết rồi, chúng tôi đã làm hết rồi. Nhưng bây giờ quan trọng là bây giờ nếu mà trao đổi với Bộ Y tế này là trao đổi cái gì? À, nhưng mà thực ra thì tôi thấy nãy giờ các đồng chí có ý kiến đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp thế này thế nọ, thì tôi nói hai ý thôi. Cái thứ nhất là gì? Cái trong chỉ đạo của Thủ tướng với tổ tác là không có cái vụ mà phân dùng tiêm vaccine ưu tiên cho thế này thế nọ. Cái nhiệm vụ đó là cái nhiệm vụ của ban chỉ đạo COVID. À, như vậy tổ công tác vừa qua thấy tình hình như vậy cũng vẫn nhảy vào để cùng tham mưu với các đồng chí chính phủ và quan tâm tiêm vaccine như thế nào cho đối tượng gì là quá hết rồi. Các đồng chí chịu khó đọc tất cả các văn bản của chúng tôi, kể cả kiến nghị với Thủ tướng, ưu tiên là tiêm vaccine cho các cái nhà máy chế biến rồi theo cái chuỗi giá trị là hết rồi. À, để mà duy trì được sản xuất, nhất mà nhà máy đang thực hiện ba tại chỗ đó. Bởi vì hiện nay cái lượng vaccine á, cũng rất là thiếu, cho nên phân bổ theo từng tỉnh. Thì đối với góc độ trung ương, chúng tôi đã đề nghị Thủ tướng và có văn bản là đề nghị với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người chịu trách nhiệm về phân bổ nguồn vaccine này. Thì chúng tôi đã có văn bản rồi đó. Thì bây giờ cái việc cụ thể là gì? Tôi đề nghị các đồng chí, các lãnh đạo sở nên rà soát lại và nên phối hợp với Sở Y tế để chúng ta bàn cái chuyện cụ thể của từng địa phương. Chứ Bộ Nông nghiệp không thể nào giúp được ở địa phương các đồng chí như cái nhỏ mà các đồng chí nói hồi nãy, kể cả cái chuyện quan quy nói đó, thì không thể nào khoanh vùng như thế nào, xanh như thế nào đó. Chúng tôi có biết ở địa phương chỗ nào đâu mà nói được đó. Thì cái chính là này, các đồng chí ở sở nên có sự phối hợp với Sở Y tế để chúng ta bàn cái cơ chế và đề xuất với ủy ban cái gì để cho là hợp lý. Bây giờ đó văn bản của Trung ương đã, văn bản của Bộ đã kiến nghị với Thủ tướng và Phó Thủ tướng rồi. Thì bây giờ tôi với ông, tôi là nông nghiệp, ông là y tế, chúng ta thống nhất kiến nghị với ủy ban là cái gì. Thì tôi nghĩ đây là những việc nằm ngay của Sở Nông nghiệp. Thì đề nghị các đồng chí quan tâm cho cái này. Chứ bây giờ các đồng chí cứ đề nghị cái này cái kia nhỏ là tôi không giải quyết được. Vì tất cả cái tầm vĩ mô này đã kiến nghị hết rồi. Chúng tôi rà soát nếu mà có cái gì mà ở tầm vĩ mô này là tôi sẵn sàng tôi đề nghị kể cả Thủ tướng. Nhưng mà bây giờ nó vướng là vướng từ cái địa bàn, thì các đồng chí phải ra tay. Cho nên vấn đề trước tiên tôi rất mong muốn các đồng chí là nên trao đổi tiếp tục với Sở Y tế để chúng ta có cái cơ chế để hỗ trợ những cái đối tượng mà các đồng chí đang nói. Cái gì nó cụ thể và thiếu thì chúng ta đề nghị với Trung ương là đề nghị phải ưu tiên vaccine cho tỉnh này tỉnh nọ để mà tiêm cho lực lượng này. Ở Bắc Giang là Thủ tướng quyết định là tiêm hết cho các khu công nghiệp. Thì mình cũng phải đề nghị để đảm bảo cái lương thực thực phẩm thiết yếu thì phải tiêm cho lực lượng đang trực tiếp sản xuất. Thì đó là những cái mà tôi muốn nhấn mạnh thêm để các đồng chí thấy rằng cái này Sở Nông nghiệp phải ra tay chứ không phải là Bộ Nông nghiệp đâu. Thì đó là vấn đề xác định rõ tâm ý đó. Vấn đề nữa là cái chỗ mà liên quan đến cái vùng, cái các cái tổ sản xuất, cái đơn vị, cái đội sản xuất mà ở các vùng liên vùng, thì cái này tôi cũng đã nghe được chị Khanh ở Vĩnh Hoàng, chị cũng đã nói rồi. Thì tôi nghe cả anh Huy bữa nay nói thì tôi rất mong á là các đồng chí sở là chúng ta phối hợp. Mà thí dụ như đối với Cá Tra thì các đồng chí Sở Nông nghiệp của đồng chí Thiện có thể trao đổi thêm đồng chí Lâm, rồi chỗ đồng chí Mẫn ở Tiền Giang để chúng ta có một cơ chế nào đó cho các đội sản xuất này đi qua để thu hoạch cái Cá Tra mà nó quá lứa rồi. Đó, một cách thuận lợi nhưng mà vẫn đảm bảo được các cái điều kiện phòng chống dịch COVID. Hay là Tây Ninh thì các đồng chí Tây Ninh coi xem coi, dù anh Huy vừa nói đó, thì ở góc độ tỉnh các đồng chí nông nghiệp là nên trao đổi với Sở Y tế là hay là huyện để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ cái này là cái mà chúng ta có thể làm được ở các địa phương chứ không phải là đến nỗi là phải bộ đâu, không phải tổ công tác đâu. Tôi nghĩ là rất cái cụ thể, cái nào vượt thẩm quyền thì đúng đó chúng tôi sẵn sàng nhảy vào. Chúng tôi sẵn sàng nhảy vào. Cái điều mà chúng tôi rất là mừng là các chí thấy không, là hôm kia là Bộ trưởng đã cùng với Bộ Công Thương Ngân hàng đã họp bàn, trong đó có hiệp hội, các hiệp hội dự đó, và
nói chung là giải quyết những vấn đề mà tổ công tác đã trên cơ sở ý kiến của các đồng chí đã đề xuất với bộ, và bộ đã họp, và ngày hôm qua cái họp với chính phủ thì cũng đã có những ý mà bộ đã đề nghị. Tôi đã gửi đến văn bản các đồng chí đó, văn bản mà gửi thủ tướng có 5 kiến nghị đó, thì tôi gửi các đồng chí để các đồng chí xem. Thì các đồng chí đọc lại cái đó, nó đều liên quan tới các cuộc họp vừa hôm qua mà chúng ta đã đề xuất là đúng với cái nội dung và yêu cầu của các sở, của người sản xuất và doanh nghiệp. Đó. Và ngày hôm nay tôi rất mừng là đồng chí Lâm có nói, đồng chí An Giang, Lâm An Giang có nói đó, đó là Vlog Food 1 là đã vào xuống để họp trực tuyến để bàn rồi. Chứ các đồng chí nhớ là một tuần trước mà có ai vào đâu, giá xuống thấp. Khi chúng tôi là làm văn bản bây giờ phải đề nghị là phải mua tạm trữ thì tự nhiên giá bắt đầu lên. Nó đây là một vấn đề, các đồng chí suy nghĩ đi, đúng không? Đó thì chúng ta đã làm những cái mà chúng tôi rất là mừng là những cái tác động của tổ trên cơ sở các đồng chí đề xuất ấy, thì chính phủ đã quan tâm, và thứ hai các doanh nghiệp cũng phải thấy được cái trách nhiệm của mình. Bây giờ bắt đầu đi mua lúa âm âm rồi, còn các đồng chí nhớ không? Khoảng 7-8 ngày trước, 10 ngày trước có ai mua đâu? Đó, giá thì nó sụt liên tục, đều nói là do giãn cách, do trạm kiểm soát là dày đặc cho nên đi không được. Mình thì mình đã tháo gỡ, nhưng hôm nay thì tự nhiên đi thông suốt hết rồi. Đó, đây là vấn đề mình nói thật với nhau là cũng là một vấn đề. Cho nên vấn đề mà phân bón này tôi nghĩ là chúng ta cũng phải suy nghĩ để có cái giải pháp ở góc độ quản lý nhà nước của mình. Đó là cái vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn để trao đổi với thêm với các đồng chí. Cái thứ ba thì qua cái thực tiễn này thì tôi thấy có một vấn đề mà rút ra được, tôi muốn chia sẻ với đồng chí. Tôi nói hơi dài một chút, tôi cái tập ít nói dài lắm, nhưng mà cái này tôi sẽ nói dài. Đó là vấn đề kết hợp kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đó, tiêu thụ nông sản vừa qua thì tuy được 3 tuần thôi, nhưng mà tôi đã rút ra rất nhiều cái bài học. Bài học đầu tiên đó là gì? Đó là cái xây dựng cái chuỗi giá trị từ người sản xuất đến hợp tác xã, doanh nghiệp để kết nối. Thì dù là có bão tố đi, dù là có dịch bệnh đi, chuỗi giá trị vẫn hoạt động bình thường. Đây là tôi mong các đồng chí rút ra bài học này. Bởi vì chứng minh là gì? Các doanh nghiệp mua lúa, mua trái cây xuất khẩu đều nói là trong cái phạm vi mà người ta ký liên kết với hợp tác xã vẫn đảm bảo, không thay đổi. Nhưng mà ở ngoài cái ký liên kết ấy, thì vấn đề giá dư thừa có, sản phẩm dư thừa có, giá bị hạ giá có. Rất nhiều doanh nghiệp, tôi không nói cụ thể ra đâu, nhưng mà báo cáo chỉ là đây là cái thực tế. Trong cái chuỗi là các đồng chí kiểm tra là tất cả ta đảm bảo. Đó. Còn ngoài chuỗi là người ta đâu đảm bảo được thì là vấn đề khác. Đó. Thì các cái thành viên của Hiệp hội Lương thực này, bao nhiêu thành viên là đã ký được cái liên kết với vùng nguyên liệu? Chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi đó. Chúng tôi sẽ có những cái kiến nghị. Chứ bây giờ chứ không phải là chỉ là đi mua lúa xuất khẩu, còn trách nhiệm đối với người nông dân như thế nào, rất nhiều vấn đề. Thì chúng tôi đã rút ra được cái bài học là phải chuỗi giá trị. Vấn đề rút ra từ bài học cái chuỗi giá trị này thì báo cáo chí là tôi cũng cách đây mấy ngày có đồng chí Thắng, phó chủ tịch của thành phố Hồ Chí Minh có điện tôi, nó là nhờ anh qua tháo gỡ dùm cho thành phố xoay quanh về cái Hiệp hội Lương thực Thực phẩm. Thì khi qua thì gặp chị chủ tịch, chị có báo cáo với tôi rằng hiện nay là các thương lái là nghỉ hết, không ai hoạt động cả. Nhưng mà đang cần, nó rất cần là gì? Là cái gia vị cho cái mì gói. Các cái doanh nghiệp mì gói hiện nay mấy tỷ gói mì, nhưng mà đang thiếu gia vị. Đó là hành, ớt, sả, tỏi. Một cái đơn giản là tôi nói với chị đó là chị tập hợp đi. Trong vòng 2-3 ngày tôi sẽ cung cấp cho chị. Đó. Thì chị cũng lúc đầu thì chị cũng nghi ngờ tôi, không biết có đúng không. Chị nói nếu mà cái này mà đưa về với tỉnh là không biết bao giờ mà có.
Không, nhưng mà tôi nói là tôi bảo đảm chị sẽ có. Đó. Nhưng mà đến giờ này thì khi mà kết nối với tổ qua cho đồng chí Hải đã nắm được đó, thì là chị rất là vui mừng và chị hứa là sẽ kết nối theo cái chuỗi giá trị. Như vậy thì chúng ta đó, vấn đề chuỗi giá trị hợp tác xã doanh nghiệp, và có những cái doanh nghiệp hợp tác xã là cung ứng lên các cái cơ sở sơ chế chế biến thành một cái chuỗi giá trị hoàn toàn là khả thi, hoàn toàn là có thể làm được. Đó. Tôi nói một ví dụ đó thôi. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ thêm ở cái ngành hàng khác, kể cả ngành hàng lúa gạo, thì có thể làm được như vậy không? Và tôi cũng khẳng định với các đồng chí là hoàn toàn làm được nếu chúng ta tập trung chỉ đạo. Đó là vấn đề thứ hai mà chúng tôi rút ra được cái bài học rất là có ý nghĩa. Cái vấn đề thứ ba là qua ý kiến của đồng chí Thiện, rồi đồng chí Lâm và một số đồng chí, là tôi rất là cảm ơn các đồng chí. Trong tình hình này, các đồng chí cũng thành lập được cái tổ phản ứng nhanh ở xã, rồi tổ nông hội, rất là có ý nghĩa. Tôi rất là tán thành với các đồng chí. Nhưng mà tôi cũng đề nghị các đồng chí suy nghĩ thêm, có thể là sau cái mùa dịch, chúng ta có thể duy trì thử một số tổ để chúng ta làm điểm, để rút kinh nghiệm gắn với chương trình khuyến nông, để chúng ta duy trì ở địa bàn, không những là hỗ trợ về về chuyên môn, mà có thể hỗ trợ về thị trường. Đối với tôi cũng thông báo luôn các đồng chí là tôi cũng đang chỉ đạo cái trung tâm khuyến nông quốc gia và phối hợp với cục kinh tế hợp tác và viện chiến lược xây dựng dùng một cái đề án thí điểm xây dựng những cái tổ kinh tế kỹ thuật khuyến nông đó, và hoàn toàn sử dụng cái vốn sự nghiệp để duy trì hoạt động ở liên xã, liên vùng. Đó. Mà theo cái hình thức mà lúc mà tôi còn ở Sở Nông nghiệp của Kiên Giang á, là đã đề xuất với Hội đồng Nhân dân của tỉnh á, là hỗ trợ cho trên 300 cái nhân sự, mỗi một xã là một tổ kinh tế cực. Thì theo hướng đó, thì hôm rồi tôi hỏi các anh ở Kiên Giang là cái tổ đó hoạt động vẫn tốt, làm dịch vụ vẫn tốt, một tháng, một năm á, cái tổ nó dư khoảng trên 20 triệu đồng ngoài cái tiền hỗ trợ cho anh em, và được các xã là hỗ trợ cho là cái chỗ làm việc xăng cho đi tư vấn cho bà con. Thì chúng ta bây giờ ngoài cái cơ chế là trung tâm dịch vụ kỹ thuật ở huyện, thì tôi nghĩ không ai sát bằng những cái cán bộ lăn lộn, cán bộ nông nghiệp lăn lộn ở dưới cơ sở, mà quan trọng là làm sao để họ sống được với nghề của họ. Đó. Cho nên tôi rất muốn các đồng chí nghiên cứu cái này. Và trong mùa dịch này chúng tôi không đi được, chứ hết dịch chúng tôi sẽ đi một số địa phương để chúng tôi xây dựng thành những cái tổ mang tính chất là thí điểm gắn với chương trình khuyến nông quốc gia. Tôi đã nói với đồng chí giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia rồi, là nên bỏ một nguồn kinh phí để chúng ta làm thử thí điểm 2 năm, 3 năm được chúng ta nhân rộng ra. Thì đó là cái cơ chế mà hôm nay tôi rất là mừng là nghe các đồng chí trong cái mùa dịch này có nhiều nơi như An Giang rồi Đồng Tháp đã xây dựng được tổ nông hội, rồi tổ phản ứng nhanh ở xã để giải quyết vấn đề không phải về mặt vấn đề sản xuất mà vấn đề thị trường. Tôi rất là mừng, mong các đồng chí có thể duy trì một vài tổ để chúng ta rút kinh nghiệm cho cái thời gian tới, tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Đối với chúng tôi quyết tâm là sẽ làm một cái đề án về vấn đề xây dựng những cái tổ kinh tế kỹ thuật khuyến nông ở cơ sở để mà làm sao tư vấn cho sản xuất và tư vấn bán hàng cho nông dân thì mới có lực lượng ở cơ sở. Chứ nói thật các đồng chí, 19 đồng chí lãnh đạo sở hôm nay, tôi nói thật với đồng chí luôn, các đồng chí nói là hiện nay là hàng hóa không tiêu thụ được, gạo lúa chanh tỏi ớt thanh long xoài gì đó không chỉ nói được, nhưng mà doanh nghiệp hỏi tôi là ở chỗ nào, có khi chúng ta nói không được. Chúng ta biết thì sản lượng là như vậy, nhưng mà chỉ chỗ nào là chúng ta làm không được. Đó, bao nhiêu doanh nghiệp hỏi bây giờ ở chỗ nào bao nhiêu tấn cho xe lại mua luôn, đó thì là nói không được. Ngay cả chỗ Vĩnh Long các đồng chí chuẩn bị cái khoai lang đi tập kết những chỗ đi, tôi cũng đã nói một số cái tập đoàn này hiện nay do cái mùa dịch người ta không sản xuất được, ta muốn mua khoai lang để ta làm bánh, các bánh bích quy bên này có cái mùa khoai lang á, ta sẵn sàng để ta làm tính toán chiều nay người ta sẽ
sẽ thông báo cho tôi mà sẽ mua bao nhiêu để dự trữ. Đó, nhưng mà khi mà chỉ đến công chí thì công chí chỉ qua chỗ này, chỉ qua chỗ nọ. Đó, người ta không biết đâu mua, đúng không? Thì đó là một cái, nói thật công chí là 19, 18 sở nông nghiệp các đồng chí đường có buồn tôi, thì tôi cũng từng là giám đốc sở, cho nên tôi hiểu được vấn đề đó. Nhưng bây giờ chúng ta phải cải tổ lại. Chúng ta nói cái đó nhưng mà chỉ được cái chỗ nào và đến là có hàng liền. Đó, thì hồi nãy đồng chí Hải nói như bây giờ mấy ngàn tấn xả ở chỗ nào, đó, đảm bảo việc cát hay không, cả vấn đề đó công chí ạ. Cho nên đây là cái mà chúng tôi nghĩ là các đồng chí phải rút kinh nghiệm trong cái thời gian tới. Còn đối với bộ thì tôi cũng báo cáo như thế này, chúng tôi đã tham mưu bộ trưởng đã ký một cái quyết định là thành lập là cải tổ lại đó, hoàn thiện lại cái ban chỉ đạo thị trường đó, coi mà cải tổ lại cái ban chỉ đạo thị trường của bộ nông nghiệp đó, và cơ cấu là thành ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chuyên tháo gỡ rào cản ở các thị trường quốc tế là một bộ phận. Bộ phận thứ hai là gì, chuyên kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản ở trong nước, tiêu thụ trong nước. Và bộ phận thứ ba là chuyên về dự báo, phân tích dự báo thị trường. Thì chúng tôi đã trình bộ trưởng là ký cái này, ký cái quyết định rồi. Và tôi rất muốn rằng các đồng chí trên cơ sở cái tổ công tác của các địa phương mà các đồng chí thành lập đó, chúng ta tham mưu với sở là thành lập luôn cái tổ hay là cái ban chỉ đạo phát triển thị trường của sở nông nghiệp, hay là tổ thị trường của sở nông nghiệp, kết nối với các huyện phòng nông nghiệp của huyện, để chúng ta có một cái thống nhất, để chúng ta có một cái anh em có thể là có đồng chí phó giám đốc sở thôi làm trưởng ban nó, hay là giám đốc sở có vấn đề gì mình giao nhiệm vụ cho anh em, để anh em là xúc tiến thương mại hay là tìm kiếm thị trường hoặc kết nối thị trường với sản xuất. Bởi vì thực tế là cái chức năng thị trường thì giao cho chi cục quản lý chất lượng đó, nhưng mà thật ra chi cục quản lý chất lượng chính là vấn đề quản lý chất lượng nông sản đó. Mảng thị trường cũng hoạt động nhưng mà rất là yếu ớt, thì nên chăng thành lập cái tổ của sở do đồng chí giám đốc sở hoặc là phó giám đốc sở làm tổ trưởng để kết nối với bộ, có gì về thị trường là gắn với bộ. Bởi vì tư duy như đồng chí bộ trưởng và ngay trong nghị quyết của đảng đã nói rồi, chúng ta phải chuyển hướng tư duy là sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Mà muốn kích mà anh em mình hồi đó giờ cứ tối mà tầm mặt tối là cứ lo sản xuất mà, cứ sản xuất rồi đó, bây giờ sản xuất rồi bán được. Nông dân cũng nói mà chúng ta cũng nói đó, thì bây giờ chuyển hướng là nông dân nói mà chúng ta sẽ bằng cách để phối hợp để chúng ta giải quyết ngay từ cơ sở. Thì tôi rất mong các đồng chí là thành lập cái này, thành lập cái tổ thì chỉ đạo phát triển thị trường của sở nông nghiệp. Mình chưa đòi hỏi làm cao lắm đâu, hay là ủy ban gì đâu, mà mình cứ làm ở sở kết nối với chúng tôi hàng tháng tôi đảm bảo các đồng chí là có hai cái bản tin. Tôi đã chỉ đạo xây dựng hai cái bản tin. Bản tin là thị trường thế giới tôi cung cấp cho các đồng chí đó. Thứ hai là bản tin về sản xuất, coi như là tháng 8 này thu hoạch ở đâu, thanh long, xoài, lúa, khoai lang ở đâu, bao nhiêu tấn cung cấp lên để kết nối với các cái doanh nghiệp tiêu thụ thì nó mới sát tình hình được. Còn không là chúng ta nói chung hôm nay là có đồng chí chánh văn phòng bộ này đang ngồi đây là cũng trong ban chỉ đạo thị trường đó, thì qua cái ý kiến này công chí là tiếp thu đẩy trong thời gian tới. Thì tôi rất mong các đồng chí hãy biến cái tư tưởng của chúng ta thành hiện thực, thành hiện thực. Tôi hứa với công chí là tôi làm đến nơi đến chốn, các đồng chí coi còn làm đến nơi đến chốn. Thì đó là cái tôi đề nghị các đồng chí nên nghiên cứu thêm cái thành lập cái tổ đó để phối hợp với tôi hàng tháng tôi cung cấp cho đồng chí hai bản tin. Đó là một cái hướng. Cái hướng thứ hai là hai tuần nay tôi đã nảy ra được một cái ý là từ kinh nghiệm của thực tiễn. Các đồng chí thấy rằng ai cũng đề nghị là nên duy trì cái tổ này. Là chủ yếu là gì? Kết nối nông sản thôi. À, kết nối cho người mua, người bán thôi. À, giải quyết một số cái khó khăn này. Nhưng mà nói chứ bản thân tôi và các đồng chí trong tổ còn nhiều việc khác phải làm. Chứ đâu phải ngồi đây suốt.
Và các ông chí là mấy chục nay rồi ở trong này thì ngoài kia nó trồng chất công việc rồi. Nhưng mà do tình hình là theo chỉ đạo của Thủ tướng thì Bộ trưởng phân công tôi ở trong này. Tuy nhiên mình phải nghĩ cái dài hạn hơn, nghĩ dài hạn nhiều hơn. Đó, cho nên đó, cái nhu cầu mà kết nối này rất là quan trọng. Các ông chí thấy rồi đó, doanh nghiệp cũng nói là cảm ơn tổ công tác rất là nhiều. Đó, thì bây giờ chúng ta làm gì? Thì tôi ra bàn với các ông chí đã có một cái ý tưởng là tôi sẽ xây dựng một diễn đàn kết nối nông sản, kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản, một diễn đàn đó. Và tôi lấy bốn cái đầu mối ban đầu, cầu nối ban đầu, thực hiện theo cái online trực tuyến, mà cái trung tâm là báo nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp, trực thuộc của Bộ Nông nghiệp. Ở đó có tờ báo, có là truyền hình, có diễn đàn, có online, ở phóng viên thì nằm hết các tỉnh thành đều có. Nó sẽ làm chủ công làm cái diễn đàn gần như là một cái sàn giao dịch kết nối ở đó. Rồi phía nam là gì? Cái trung tâm hỗ trợ hợp tác xã của trường 2 là nơi mà đang gắn, chúng tôi mới vừa kết lập luôn với cái một bộ phận của Viện Nghiên cứu Chiến lược ở phía nam nhập vào để hỗ trợ. Và khả năng là chúng tôi muốn nhập luôn một cái bộ phận của trung tâm xúc tiến thương mại vào đây luôn, là sẽ chịu đầu mối phía nam. Các đồng chí ở các tỉnh có cái tổ công tác này sẽ liên hệ kết nối. Đồng chí ví dụ như đồng chí Thiện nó báo với các anh là tôi có 1.000 cá thác lát đi, bây giờ làm sao chỗ nào nó liên hệ bán không? Thì nó mới cụ thể được đó. Và phía bắc thì tôi gắn với trung tâm xúc tiến đó. Và cái thứ ba đó là cái thứ tư nữa là trung tâm phát triển nông thôn của Đại học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà đang triển khai các cái chương trình du lịch cộng đồng ở nông thôn. Như vậy chúng ta sẽ kết nối bốn trung tâm này để mà thành một cái chuỗi để mà chi phối kể cả vấn đề sản xuất, kể cả vấn đề tiêu thụ. Không, rồi khi nào mà các đồng chí hoặc doanh nghiệp cần là bộ trưởng lên nói chuyện, mời bộ trưởng lên nói chuyện trên online. Cần thứ trưởng nào đó lên nói chuyện về tình hình sản xuất, mùa vụ, tiêu thụ sản phẩm thì thứ trưởng lên nói chuyện. Cần cục trưởng, cần cục phó Tùng ở phía nam thì cục phó Tùng lên phát biểu. Đó, thì gắn giữa sản xuất và tiêu thụ rất là thuận lợi. Và tôi dự kiến là khoảng cứ một tuần là một buổi thứ bảy để kết nối, cứ tuần nào cũng vậy. Nó tạo ra một cái định kỳ thường xuyên cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và sở chúng ta để kết nối hàng tuần. Thì đó là tôi cũng rất mong muốn các đồng chí là các sở nghiên cứu cái này, ủng hộ cái này. Tôi hứa đồng chí là về tôi làm, tôi không nói nhiều đâu, tôi hứa là làm đó. Thì nhưng mà phải có sự ủng hộ của các đồng chí, chứ không có là các đồng chí là không làm được. Chúng ta phải biến những cái tư tưởng, những cái thắc mắc thành cái hành động cụ thể thì mới được. Đó là cái mà tâm tư tôi rất là muốn chia sẻ với các đồng chí, để các đồng chí là suy nghĩ và phối hợp hợp tác với Bộ Nông nghiệp trong thời gian tới. Thì như vậy thì chúng ta đây cái tư tưởng, cái việc làm của tổ công tác 90 này nó trở thành hiện thực và nó sẽ thường xuyên kết nối trong thời gian tới, không bị dừng lại. Không nhất thiết phải những con người này ngồi đến suốt, mà gì đó là sự kết nối chung của chúng ta. Thì đây là một cái ý tưởng mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các đồng chí, và tôi hứa nếu mà các đồng chí đồng ý tôi làm được đó. Thì đó là những vấn đề mà ngày hôm nay tôi muốn trao đổi thêm với các đồng chí. Nếu mà không có gì nữa thì một lần nữa là cảm ơn tất cả các đồng chí đã dự hôm nay, và tôi mong muốn là chúng ta các cái công việc mà tôi đã nói hôm nay chúng ta hãy biến nó thành hiện thực thực tế. Và bộ, từ bộ trưởng tới các thứ trưởng, và chúng tôi luôn ủng hộ các đồng chí về những cái tư tưởng mới, tư tưởng nó sát với tình hình thực tiễn. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí, xin hết. Xin cảm ơn Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Tổ trưởng Tổ công tác 910 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Và chúng ta đến đây là kết thúc.
Xin cảm ơn tất cả các đồng chí tham gia cái cuộc họp này. Tôi thấy là có 60 đại biểu cùng tham gia. Xin chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe và mạnh khỏe để chúng ta chuẩn bị trong cái thời gian sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.